Xin chào các bạn, ngày nay mình sẽ vệ sinh cái phần lốc máy này, nó bẩn quá. Mình muốn vệ sinh để sơn lại, nhưng mình dùng cái phương áp là dùng cát, mình mới dùng nước, mấy cái xịt rửa xe mình sẽ vệ sinh để cái phần cát, phần đất trong này ra nhá. Đây, cái đầu bò đây, đó, đầu bò cũ đây. Đó, mình sẽ vệ sinh, mình sẽ bắn nhá. Còn đây là cái nòng mình vừa bắn xong này. Đây, mình vừa vệ sinh xong cái nòng đấy nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ bắn cát xong. Đó, xịt bắn cát cả trong lẫn ngoài đây. Đây. Trắng như mới luôn. Đây là cái nòng. Đây là phần còn ngoài cái này thì mình bắn sơ qua cái chỗ sạch đất để mình sơn lại nhá. Còn đây ở trong này, đó, trong mình bắn sạch là mình khỏi rửa luôn được, mình chỉ xịt sạch sẽ bắn xong mình chỉ xịt rửa sơ lại xăng thôi đó. Còn đây cái phần trong cái này mình không bắn, nhưng ở trong nó bẩn cái này đây các bạn này. Cái này thì mình rửa thôi nhá, cuộn lửa mà trong mình chịu khó mình rửa thôi. Đây cái máy của nó bẩn cái này đây, nó đen bẩn đen cái này đây, mà mình bắn nó trắng, bắn nó sạch trắng ra như này đấy nhá. Rồi các bạn xem video, nếu mà thấy hay thì nhớ bấm đăng ký để theo dõi những video của mình nhá. Rồi nếu
và cho mình xin một like nhá. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.